tại sao mà em lại chọn là tên như vậy? Tại vì cái con đường của em có đường chính là nghệ thuật. Em muốn hướng toàn bộ tâm trí của mình theo con đường nghệ thuật. Và K12 là cũng có ba lớp, K1A, K2D và K2C. Và với như các thầy cô có thể thấy là cuộc đời của em có bốn cái trụ ấy đại diện cho sự đoàn kết, yêu, nhiệt huyết, yêu thương và hạnh phúc. Và nếu các thầy cô yêu cầu thì mỗi món tính chất như vậy mà em sẽ làm ra một cái món ăn như là đoàn kết bóp chấm, nhiệt huyết hướng, yêu thương hầm tư và hạnh phúc nhìn chấm. Và như các thầy cô có thể thấy là đây là em chọn tô mì. Một tô mì thì nó có mì, có nước, có thịt, có rau, nhưng mà tất cả đều là hòa quyện trong một món ăn rất là tổng thể hài hòa nhất. Thứ ăn nhìn là thấy đã bụng rồi, nhìn là muốn vô chạy chơi rồi, nhìn là thấy sự đoàn kết của mọi người rồi. Và hy vọng là các thầy cô sau khi các em sẽ lựa chọn một món cho và để em có thể chế biến và gửi đến các thầy cô và các anh chị. Thầy tổ chức xin lưu ý, sau khi chúng ta hoàn thành xong phần tấm cả, chúng ta sẽ chơi ngay trò chơi hoạt động đầu tiên, đó là nhảy bao bố công thức 1. Chúng ta xin thêm một lần nữa. Ngay bây giờ xin mời các chủ trại sẽ gặp anh Long để đăng ký danh sách. Huyết thì em mới bảo là khiêng chị đi cấp trường chị. Là cái bước thứ tư là khiêng đi cấp trường hả? Dạ đúng rồi. Có chúc là khi mà chúng ta được gặp lại với nhau, chung vào mong muốn là mâm lửa lại cùng đàn ca hát những cái bài thật là vui vẻ, đem sự hạnh phúc cho nhau, giảm bớt cái tâm lý tâm tình hợp với nhau. Rồi đúng là không ngờ anh đóng thì cái nét mộc mạc mà rơm khô á của tụi em á thì nó cũng đã có cái tiểu trại trước đây, nhưng mà nó có cái đặc biệt là cái menu này nè. Nhưng mà cái menu này em á, em đưa ra cái ý tưởng nhưng mà em cho em khai triển nó lên cho nó rộng để người ta thấy được cái ý tưởng của em, thầy chưa thấy được hả? Mà tại sao với lại cái này là em tự em bắt hồ gì chút lúa với kia vậy hả? Dạ được. Tại sao thầy không nói là đúng hay sai, nhưng mà thầy hỏi là tại sao? Dạ, thầy giống như bác hồ soi sáng thầy. Không, tại sao để tút nước? Bác hồ soi sáng trong cái gì? Tại vì tụi con sinh hoạt đó thì sẽ ngồi vòng quanh trong đó, vòng quanh má thôi, tham gia cái cuộc vui với tụi con, cho nên là để nó hồ bên trong. À, ok, thầy hỏi đây. Chúc bạn đúng xử lý quá hay. Đối tượng các bạn, đối tượng các bạn trả lời là để bác hồ trong để giữ đồ cho các bạn là chết. Xử lý tốt, ok. Cho câu hỏi là mấy cái cây này là ý gì vậy? Là xin chào mừng với cô. Cứ như là cô thấy ở ngoài con có đường hoa, nhưng mà con không mua hoa kịp với cô. Trời ơi, con chơi đúng yêu cầu của ban tổ chức là thu lượm những cái cây khô luôn, không đi bứng hoa, không đi chặt cây, không đi chặt cây, bảo vệ môi trường. Tôi cũng thích cái bảng này nè, là cái cửa nhà vệ sinh hư mà tận dụng được. Đang tận dụng tất cả những gì của ở đây rồi, mộc mạc nhất hả? Đúng rồi. Ngay cả trái bưởi này em cũng đi lượm về. Trái bưởi à?